Mình xin chào tất cả các bạn. Thì cái khoảng thời gian vừa rồi trước Tết mình bận quá cho nên là không có lên clip được. Về hôm nay cũng nhân dịp đầu năm thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với cái video mới ở clip cờ tướng pháo đầu phá phản cung mã. Thì cho mình nói thêm chút xíu là hiện tại cái hình phản cung mã cũng rất là nhiều người sử dụng. Và chúng ta đôi khi gặp những cái tay mà chuyên về phản cung mã, có nghĩa là người ta đã thuộc nằm lòng cái hình này, chúng ta rất là khó phá. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra một vài biến và tiếp tục những video sau mình sẽ làm nhiều biến thêm để mà chúng ta tham khảo thêm về cái hình trận này. Thì như đầu tiên thì chúng ta có thể thấy là sức quân ở đây mình sẽ nhanh một chút. Đấy, tức là mình nói thêm một cái nữa là phản cung mã như thế này gọi là phản cung mã nghịch. Vì sao nó nghịch các bạn? Thông thường chúng ta mà bình pháo bình năm á, pháo hai bình năm thì bên kia sẽ phát triển ngã bên đây và pháo này sẽ đem qua cung. Ở đây là cái gọi là cái thuận tức là cái thường thấy. Còn hôm nay mình chia sẻ cái quá cung nhưng mà nó đi nghịch như thế này, là lên mình cứ tưởng là bình phong nhưng thật chất là quá cung. Rồi tiếp tục nha. Thì tới đây mình xuất xe như thường lệ thì bên kia sẽ hình thành cái phản cung mà chậm ra đi chốt. À, không có mở thông chốt nào và đồng thời cũng không có theo xe tạm căng. Đó thì bắt đầu từ đây thì chúng ta sẽ thấy là cả hai bên đều bất động chốt và bên kia cũng chưa có xe. Thì lúc này chúng ta sẽ chơi binh 7 tiến 1. Biến đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ chơi là binh 7 tiến 1 để khắc chế con mã này. Binh 7 tiến 1. Hoặc là chúng ta có cái biến chơi mình sẽ làm clip sau là pháo sẽ bình vô trước khi tiến binh. Thì lúc này các bạn thấy là bên kia người ta xuất xe để chọc viên pháo này. Đây là pháo yếu thì lúc này mình phát triển mã lên. Ở bên đây bắt đầu các bạn thấy là sẽ mở binh để chi các bạn. Sau khi mình bình xe ra và phát triển mã lên thì mã này đã giữ được cái cửa hà. Mình không thể phi qua sông. Rồi bên kia cũng phát triển lên. Rồi lúc này mình theo xe luôn. Tạo căn trước. Ở đây người ta có hai biến đánh là tiến xe xuống để đe dọa phong tỏa mã. Cái biến đánh thứ hai nữa là ta có thể là xuất xe trước rồi sau đó là tiến pháo phòng tỏ. Thì tới đây mình phát triển mã luôn ha. Rồi bên kia các bạn thấy là người ta xuất xe, ta mặc cho mình là đẩy chốt qua sông, tại vì khi mình đẩy chốt qua sông người ta sẽ bình xe vào ngay, nó chưa ảnh hưởng lớn. Rồi tới đây thì mình không chơi tiến chốt qua sông nha, tại vì tiến chốt qua sông thì xe bình vào thì mã này phải bỏ chạy. Ví dụ chúng ta quăng mã xuống đây thì pháo này sẽ nổ sỉ ngay và chúng ta lỗ sỉ. À, cho nên cái nước mà tiến chốt lúc này nó chưa thích hợp ha. Lúc này mình tiến xe giữ mã trước. Đó thì bây giờ người ta cũng bình vô để bắt. Nếu như mà nãy chúng ta tiến chốt gấp á, thì nước này chúng ta phải lo giữ mã hoặc là chạy mã thì lúc đó sỉ sẽ bung, à, sẽ bị bung sỉ ngay. Cho nên là cái nước tiến xe giữ mã trước này là một nước chúng ta nên đi. Rồi tới đây mình buộc bổ sỉ ha. Thì các bạn thấy đó thì con pháo này đã tiến lên cửa hàng, mục đích là khống chế không cho mã này bay xuống. Không cho mã này bay xuống để đột đột binh. Thì lúc này chúng ta lại chơi bình pháo vào để dùng pháo để bắt binh. Rồi thì tới đây chúng ta bình xe vào lộ giữa, vào lộ 4. Thì các bạn thấy là nếu mà chúng ta bình sâu vào lộ giữa thì bên kia sẽ thúc thêm một binh 5 nữa để cho chúng ta ăn xuống. À, khi mà chúng ta ăn xuống lúc đó mới là bổ tượng sĩ gì đó lên vân vân. Thì lúc đó con xe của mình nó cũng khó đi lắm ha. Rồi tới đây mình chạy xe vô lộ 4 ha. Rồi thì các bạn thấy nếu như trường hợp người ta bổ con tượng nghịch này là người ta đang sẵn sàng cho mình tấn công vô lộ bên đây. Nên là người ta chấp nhận bổ tượng này để cho mình tấn công pháo. Thì tới đây mình vẫn tấn công bình thường. Hiện tại thì các bạn thấy là toàn quân của người ta cũng đã thông thoáng sẵn sàng. À, nhưng mà tới đây mình nếu như mà tiếp tục mà bất động quân thì bên kia sẽ ủ chốt ngay. Ủ chốt kích đấu xe. Tại lúc đó mã sẽ bắt xe, nếu như mình không kích đấu thì mình sẽ bị người ta chàng chốt vào sông. Còn nếu như mà mình kích đấu mình sẽ lỗ thêm mã này. Đó, giờ mình phải chạy mã trước. Các bạn thấy là người ta cũng tiến chốt để kích đấu này là mình buộc phải đấu. Này là nước bắt buộc bạn, chúng ta không thể đi đâu được. Rồi lúc này pháo tạc biên là có nguyên nhân mà. Vì sao mà nó xuất hiện cái nước pháo tạc biên này? Cái nước pháo tạc biên này để
cho xe có đường quay đầu về chi mã. Cái là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi pháo tạc biên này nếu mà mình thúc chốt lên thì xe cũng vẫn là quay đầu về để kích đấu, đánh đi con mã tấn công mình, nên tới đây mình không có thúc chốt mà mình tiến xe qua để mình đe đánh tượng. Nếu như người ta không chống sĩ mình sẽ đánh tượng chiếu và ăn con mã, bắt tượng bắt pháo thì người ta sẽ rất là rồi. Nên tới đây người ta bổ sĩ trước để tránh đi cái nước chiếu của pháo, thì lúc này mình chuyển cánh mình đánh qua chốt. Thì bạn biết là người ta buộc phải đánh nước ngừng, nếu không thì pháo mình tiến chiếu tượng quay về thì cũng bị mất mã này. Còn nếu như mà đưa pháo này ra để mà ngăn cản thì mã này sẽ bước xuống vừa hâm ngọ tàu mà vừa hâm đánh chốt đầu, đánh đấu chốt đầu, tại mình còn pháo lăn xuống nó, cho nên là người ta mới hạ sĩ để đổi cánh luôn nếu mình tiến chiếu người ta chống sĩ thôi. Cho nên là tới đây mình có thể là chúng ta tiến chiếu vẫn được, nhưng mà chúng ta không chiếu thì chúng ta ăn chốt này vẫn được. Nhưng trước khi ăn chốt này chúng ta thúc binh lên để cho pháo này tạt ra, bất cứ lần pháo này tạt đi đâu thì lúc này mình cứ kích đấu trước đã, kích đấu để chỉ bạn mình có chỗ mình liên kết tượng, nên mình liên kết tượng mình lại. Rồi lúc này mình sẽ tiến chiếu nha, mình sẽ tiến chiếu chứ không thối xe về nha, tại vì nước thối xe về qua bắt đôi là không được bạn. Thì mình vừa thối xe về thì người ta cũng có thể là ta phi mã xuống trước rồi, phi mã xuống trước rồi. Nếu như mà xin lỗi, nếu như mà mình chơi cái nước thối xe, người ta sẽ có cái nước này để mình trở lại bạn xem. Nếu mà không tiến chiếu nha, đâu rồi, đâu rồi. Đây, nếu mình không tiến chiếu mà mình chơi thối xe, mình chơi thối xe để bình qua bắt đôi, các bạn thấy là mã mình bị bắt trước rồi. Nếu mình đánh đấu về thì mã người ta liên kết, nên nước này các bạn thấy là hiệu quả không có nha. Rồi mình trở lại chút xíu, cho nên tới đây là mình không có thối xe về mà mình tiến pháo chiếu nha. Cứ để người ta chống sĩ lên như vậy mình sẽ dễ kết hợp quân hơn. Lúc này mình mới chơi thối xe nè, cũng là nước trước nước sau, nhưng mà chúng ta chơi cho nó thích hợp hơn thì cái nước pháo lúc này nó không còn tác dụng lớn nữa các bạn. Mình có thể đem xe qua đè lại, hoặc là mình có thể là bình thẳng xe qua để mà mình bắt lận mã ở đây cũng được. Các bạn có thể chọn thêm một biến đánh là thối mã về, thối mã về đây, để chỉ bạn thối mã về đây thì chúng ta lại có một cái hướng đánh mới. Nhưng mà thông thường chúng ta là qua xe đây đè hoặc là qua đây bắt mã lại. Mà hôm nay mình chơi cái nước thối mã cho các bạn xem là mình có bị thất thế ở cái hình này hay không. Đây mình thối mã luôn thì pháo sẽ theo đeo bắt mã, thì nước này không tác dụng bạn. Lúc này mình phát triển mã lên luôn, mình không có qua đa xe bên đây, mình đang cố tình không qua xe cánh này, thì các bạn thấy là sự kết hợp bên đây nếu bình xe qua sau đó phi mã xuống là tấn công ba quân rất nguy hiểm luôn. Nhưng mà mình đang cố tình giống như là chúng ta không thấy được cái hình này đi. Đó, chúng ta đi một nước khác thì hình trận bên kia các bạn thấy không thể di chuyển đi đâu được, cứ bình ra sàn vô vậy thôi, không thể đâu được. Đó, thì lúc này mình bổ tượng lên, chúng ta không nên bổ tượng này để tránh trường hợp mà một hồi bên kia có quân sang sông để mà ép tượng mà nó, chúng ta cứ bổ tượng này làm cho pháo mất căng, pháo không còn căng. Tất cả hình quân bên đây giờ chỉ là đi nước ngừng thôi mà, không có nước để triển khai. Lúc này các bạn có thể là mình xe qua bắt mã, rồi mã bỏ chạy. Mình không nên ăn mã về ha, ăn mã về thì mã mình đang công ăn về là điều đó nó không có hợp lý. Tới đây mình không xuống mã luôn, mình tiến xe bắt pháo một nhịp, nếu như mà pháo tiến lên đây mình quăng mã xuống là thua. Đây như thế này, pháo tiến đây mình quăng mã xuống, các bạn thấy rất là khó đỡ. Nó như nước này mình tiến mã xuống là đang đe sát, rất là khó đỡ. Chống sĩ mình sẽ bình xe vào, mình tiếp tục là mình đe sát. Bên kia lên mã thì lúc này bắt quân chỉ là một cách bắt thôi bạn. Các bạn đừng có nhảy chiếu đây nha, pháo thối về mã mình kẹt luôn nha. Bên này để mà đe sát tiếp. Ở bên kia chống sĩ, các bạn thấy lúc này là mình tiến chiếu, bên kia khả năng bể sĩ và bể cả hai sĩ ha, bể cả sĩ dưới và sĩ trên đây. Đó, lúc này các bạn thấy là vừa bể sĩ mà vừa bị dính cái nước rút của xe. Thì trước khi các bạn bình ra đây để ăn xe thì các bạn nên chiếu giữa nó hay hơn. Chiếu giữa nó sẽ mạnh cờ hơn, tại vì mình đang còn nước ác hơn là nước ăn xe. Nước ăn xe nó chưa có nguy hiểm lắm, xe này xe đang kẹt, mà nếu mình ăn mình xe mình chỉ rút về thôi thì quân mình đang công. Thì lúc này các bạn thấy con mã này bây giờ bắt đầu hiệu quả nè, bước mã lên các bạn thấy con mã lúc này rất là hiệu quả ở cái nước cờ này. Bên kia cho dù là còn cũng đầy đủ quân nhưng mà chỉ toàn bộ là
toàn bộ chỉ là đứng ở những vị trí không thể tấn công mà cũng không thể phòng thủ. Lúc này mình chiếu và đọt quân sĩ cũng được, các bạn đọt sĩ để bắt pháo cũng được, rồi hoặc là các bạn có thể bình qua bắt xe cũng được. Thì cờ tới đây mình nghĩ là ai cũng đánh thắng được chỗ này rồi. Và tới đây mình ngưng cái hình này đi, mình sẽ chuẩn bị một cái hình khác. Đây bây giờ mình sẽ chuẩn bị hình khác, cũng là cái phản cung mã, nhưng mà lúc này mình sẽ chơi cho nó, để mình sửa cho nó khác một chút. Tức này lúc này mình khoan ra xe nha, tức là mình chưa muốn cái hình đó nó xảy ra, nó sẽ có trường hợp đó, nhưng mà mình sẽ cố tình sửa một cái hình mà chúng ta sẽ gặp, chắc chắn sẽ gặp khi mà chúng ta đánh thực tế. Tới đây vẫn là hình thành giống như lúc nãy, giống như lúc nãy, nhưng mà lúc này mình có nước là tiến pháo qua để đe binh năm đánh pháo khống đó, nhưng mà mình vẫn không chơi cái biến đánh này, mình vẫn cố tình xuất xe ra đó, để cho bên kia hình thành lên mình phong, hoặc là có thể là xuất xe ra trước. Thì ở cái ván vừa rồi là chúng ta tới đây hình thành bình phong và sau đó là mình đấm binh, có nghĩa là sau khi mà cả hai bên đã xuất quân rồi á, thì các bạn nhìn là cái ván mình vừa đánh xong, nếu mà hai bên xuất quân xong hết ở lúc này thì chốt, tất cả hai chốt đều bất động, xe trong đây cũng không có ga để tàu căng, nhưng mà nãy tới đây mình đang đánh cái biến là binh 7 tiến 1. Và bây giờ mình sẽ nói về một cái biến khác, là mình không đánh cái binh 7 tiến 1. Mình chơi một nước là pháo binh 7. Như mình vừa nói thì là pháo binh 7, mình không chơi là binh 7 tiến 1 nữa. Thì bạn thấy là dù mình binh 7 hay là mình tiến 1 chốt thì xe cũng sức trận. Đây là nước bắt buộc. Đó, thì lúc này mình quăng mã lên biên, nãy chúng ta đánh mã trong thì chúng ta đánh mã biên. Mình hạn chế cho nước xe đè xuống ha. Thì lúc này vẫn còn đang bất động chốt nha, các bạn để ý chỗ này nha, chỗ bất động chốt này, nó khác nhau nha. Rồi lúc này bên đang bắt đầu xuất xe để mà bảo kê cho pháo, thì sau đó sẽ tiến xuống hồng đỏ. Thì thông thường ta ngăn cản là tiến qua hà hoặc là tiến từng hà, nhưng mà cứ bỏ mặt ha, mình tiến chốt ba đó, mình sẽ đánh những cái biến nó mới hơn, nó khác hơn để cho chúng ta có nhiều nước ta tham khảo hơn. Rồi tới đây mình không chống sĩ nha, mà bình xe ra kích đấu, vì xe này mất nhịp các bạn, xe này đã mất mất nhịp. Thì mình kích đấu ở cái cánh này thì cánh bên kia vẫn còn đang bị ứ động lại. Nước pháo tiến xuống phong tỏa xe này là nước không hiệu quả các bạn, tại vì một xe mình đang phong tỏa cả hai quân, mình cứ phát triển quân lên đe dọa nhãn đây. Rồi bên kia phản pháo đầu là do mình đã mất đi cái căn để giữ pháo đầu, thì lúc này mình cứ mặc kệ, phi mã xuống để bắt mã. Rồi mã kia quay đầu thì mình cứ việc đưa pháo đọt chốt để nước sau mình phát triển mã lên. Rồi xe bắt quân thì lúc này mình không chạy mã ha, mình đừng có chạy ở đây mà mình cứ bỏ quân, tại vì bắt thì sẽ mất lại quân này. Mình cứ đánh pháo qua đây, thứ nhất là đè lại bắt voi, nếu như người ta chấp nhận đánh đấu thì lúc này mình đọt voi trước, một bên kia lên sĩ thì lúc này mình đọt lại pháo, thì xe pháo mình sẽ thông cánh này. Rồi tới đây mình bổ sĩ thôi. Rồi lúc này mình tạt pháo ra thì các bạn thấy là nếu chúng ta tạt pháo ra, chúng ta có cái hình chữ gút. Nhưng mà lúc đó thì người ta sẽ chơi sức tướng, chơi sức tướng. Bây giờ mình còn một cách chơi nữa là mình có thể là chơi thối một để bắt mã. Là khi thối một bắt mã có khả năng cao là người ta sẽ phi mã lên để bỏ chạy. Phi mã lên bỏ chạy. Thì lúc này mình mới phát triển mã phía dưới để bắt pháo, chứ chúng ta không chơi nhịp này trước nha, chúng ta chơi nhịp này trước. Tạt ra đây vẫn được nha các bạn, nhưng mà mình chơi nhịp này cho các bạn xem. Nếu mà chúng ta chơi mà không có nhiều hình đó thì chúng ta cái mức tham khảo chúng ta nó ít đi. Như vậy là lúc này máy không chấp nhận phi mã lên mà chơi thối sĩ, thối sĩ. Mà vậy lúc này mình sẽ phát triển mã lên. Hay mình phát triển mã lên bắt pháo, hoặc mình có thể chơi nước là tiến chốt trước. Lúc này tượng buộc ăn lên, nếu không mình sẽ xuống đè mã, nếu sen qua thì pháo ăn về, nên nước chốt này đi trước nó sẽ mạnh hơn. Đây khi tượng ăn lên là các bạn thấy cái dàn thủ ở dưới nó sẽ khó chơi lắm ha, rất là khó chơi, tại vì lúc này pháo mình có thể tiến chiếu được, mình vẫn có thể kết hợp được nước cờ lúc nãy. Lúc này mình phát triển mã lên, xe theo bắt pháo, thì lúc này mình lại nhóm xe lên bắt pháo đầu.
Tại giờ này người ta không thể đấu được các bạn, với cái lực xe pháo dưới đây không thể đánh được. Mình sẽ bình vào kích đấu luôn. Ép xe quay về giữ, nếu như mà xe vội vã ăn ra mã để kích đấu, mình sẽ đánh xe thẳng xuống. Đánh xe thẳng xuống thì người ta sẽ lỗ thêm chút năm nữa. Nên ta thối xe về. Thì nước thối xe về mình cũng không vội đấu nữa. Lúc này mình bình ra bắt tượng, tượng không thể chạy. Nếu chạy tượng sẽ mất mã. Rồi thì pháo chỉ nhịp lên nhịp xuống thôi các bạn. Lúc này mình nhóm một nước bắt pháo, đừng có lên mã đấu nha. Mình nhóm một nước bắt pháo thì các bạn thấy pháo không thể tiến xuống. Nếu như thối về tượng vẫn mất, nếu mà tiến xe giữ thì tượng vẫn mất, cho nên là tiến xe một nhấp một nước bắt pháo. À, xe vô đầu giữ luôn, xe vô đầu giữ thì các bạn thấy quân người ta giờ này đang rất là khó đi ha. Tại vì nếu mà xe đã vô đây rồi thì toàn quân bị dính hết, lúc này mình lấy pháo nổ về tượng chứ không có dùng xe xuống nữa. Bộ thủ lúc này các bạn thấy là không còn gì để mà chơi ha. Rồi lúc này mình đừng có đi pháo này lên một rồi dở tượng, nó không hay. Tại vì tiến pháo một dở tượng là đang bắt xe, các bạn còn một nước chơi nữa là tiến pháo một, vừa đè ép mã này, mà mã này chỉ có thể phát triển đây chứ không thể lên được lầu này. Ở đây mình đánh ép quân lại, tại mã này phát triển tầm bậy pháo sẽ đâm thẳng xuống đó, cho nên là người ta chỉ còn quân mã bên đây để mà di chuyển thôi. Và lúc này mình tạt pháo ra để mình đang đe sát mà. À, mã gì đó mình vô lại cho mã lên lại đi. Rồi lúc này mình mở binh đưa thiên diện binh lên. Các bạn thấy ở cái hình này thì chúng ta đang lợi thế hoàn toàn rồi, ta đang hoàn toàn lợi thế. Lúc này phát triển mã lên bình thường. À, pháo tiến một, các bạn có thể chơi cái nước là phi mã xuống bắt xe thì lúc đó xe sẽ bình qua đe sát mình sức tướng, rất là dễ bị gài vô cái hình chiếu rồi đe sát. Nhưng mà mình vẫn có thể chơi là phi mã xuống sau đó bình xe qua kích đấu, hoặc có thể chơi là sức tướng trước như thế này để vô hiệu hóa con xe này. Mình thấy xe giờ đi bắt chốt biên là đâu còn tác dụng lớn nữa, không còn tác dụng lớn. Lúc này mình thúc chốt lên cho mất nước nữa. Ở những cái đoạn đánh ở trong các nước đi, các bạn thấy nước nào chưa hợp lý thì các bạn có thể là comment xuống để chi chúng ta phanh phui cho nó hết cái nước đi đó. Tại vì các bạn thấy là hiện tại hình cờ của bên đen thật chất là không có vị trí đi tốt. Còn nếu như mà ở trong máy mà nó đi sai thì mình nghĩ nó không đến nỗi là quá sai đâu, nó đi theo cái lập trình các bạn, tức là tới đó bắt buộc nó phải đi như vậy. Cho nên tại sao mình để cho máy đánh tự động là vậy. Hồi trước là mình làm bên cái ứng dụng Thiên Thiên Tượng Kỳ á, là mình dùng hai bên rồi đánh, mà mình vừa đánh bên đây phải vừa đánh bên kia. Nhưng mà bây giờ mình để cho ứng dụng nó tự đánh, à, nước nào mà chúng ta thấy không hợp lệ chúng ta có thể comment chỉnh sửa lại nước cờ đó. Còn tới đây thì các bạn thấy là bên kia không còn nước đi, chúng ta quăng mã xuống để đè luôn mã này, đe dọa lên xe dỗ mặt. Cái nước chống sỉ này là một nước châm trước thôi, bây giờ chúng ta không có dỗ mặt xe, chúng ta đưa pháo qua. Ở dưới cái hình quân này mình nghĩ các bạn ai đánh cũng thắng à. Mình không bình xe giữ mặt tướng đâu, cứ mặc kệ cho xe chiếu đi, mình thối một bắt pháo trước để cho xe mình nó thông cánh, thông qua được cánh này tiến xuống bắt mã vân vân, sẽ nhiều lối đánh hơn. Rồi vậy là pháo chạy về, các bạn đừng có đánh mã ở đây nha, uổng lắm nha. Và các bạn kê pháo vô để chim pháo lại luôn. Bên kia bạn thấy là nước đi chỉ là nhịp ngừng thôi. Và lúc này mình phát triển mã ra biên để đe ngoại vào nè. Giờ người ta chiếu mình vào thôi. Cái nước cờ này nó không ảnh hưởng. Các bạn có thể là đưa pháo ra kê luôn để tránh cái trường hợp mà người ta chống sỉ rồi sức tướng ra. Rồi lúc đó mình phải bình pháo ra nên tượng gì nó thối xe về mệt lắm. Ta có thể là kê pháo luôn. Ở cái hình mà chúng ta đang lợi thế quá thì bỏ pháo đầu đi, không cần thiết. Còn các bạn cứ giữ pháo đầu hoài mà cái hình mình cứ bị đe dọa hoài thì nó cũng không hay ha. À, tướng xuất ra rồi. Giờ các bạn có thể là phát triển xuống tiếp cái lộ này. À, pháo chưa có di chuyển được. Thôi vậy các bạn quay mã về đè đi. Quay mã về. Mà lúc này mình không có tiếng xe như nãy nữa. Mà mình chơi bình xe đuổi pháo. Lúc này người ta không để tiếng chốt mà. Tiếng chốt mình sẽ bình pháo bình chiếu tướng. Sau đó mình thối một. Thối một để chi xe. Thì lúc đó người ta sẽ mất chốt đầu. Rồi vậy thì okay, tới đây mình sẽ chơi bình 7 tiếng 1 nha. Mình không sàn xe nó bình 7 tiếng 1.
Bên kia toàn quân bị đè, mình cứ từ từ mình đánh ha. Ăn ngay trước biên không, bây giờ mình bỏ một nước tượng đi, tại vì mã này nếu mà dọn giả phóng lên đây người ta cũng không làm gì được mình, mà đem quân đi càng xa thì quân thủ càng ít thì rất là nguy hiểm cái hình này. Rồi lúc này mình lại bay mã xuống để nước sau mình ép chốt xuống tấn công, bỏ mặt chốt này ha, mình ép chốt xuống. Và tới đây mình đừng có chi đuổi mã nữa, để mình chi giúp mã lên nhanh thôi. Tới đây mình tiến chiếu một nhịp đi để cho tướng lên hay chống sĩ thì chúng ta sẽ giải quyết với con mã ở đây. Mã ở đây mình đang có chân rồi, cho nên là mình sẽ dễ giải quyết hơn. Bây giờ mình không tiến mã chiếu liền mà mình chốt vô để đè sĩ trước, nước sau mình chiếu ăn sĩ. Rồi lúc này mình thông thường chúng ta tới đây là cầm pháo chạy ngay, nhưng mà chúng ta ít có để ý tới cái nước mà bình xe qua để mà đè nước sát ở đây. Mình nói tại sao đè nước sát mà, tức là nếu như người ta ăn pháo người ta sẽ chậm nhịp rất nhiều. Ăn pháo mình sẽ tiến chiếu tướng xuống, các bạn thấy là tướng sẽ xuống rồi mình đục chốt xuống là đè sát. Nếu mà tướng vào mình tiến chốt xuống thì không có quân để mà thủ kịp cái nước cờ này. Đây, như thế này không thể nào ăn pháo được, nó buộc phải đem pháo qua cảm tử. Còn nếu mà ăn pháo sẽ dính trường hợp này, nếu mà ăn pháo các bạn thấy là bên kia chỉ toan thôi, không có cách nào đỡ được. Rồi mình trở lại thì tới đây người ta đem pháo qua cảm tử, khi mà mình bình như thế này thì pháo đem qua cảm tử, các bạn thấy là sao rồi đây đây đây, lúc mình bình xe ra, mình xe ra là pháo ra cảm tử, tại vì nước cảm tử này á, đây là nước chống trả của máy, hệ thống máy. Và mình muốn giải thích thêm chỗ này là khi máy nó đánh cái nước cờ, nó không phải như anh em mình chơi ngoài mà sót nước hay này kia, nó sẽ đánh tuyệt đối theo đúng từng nước một hết. Khi nào mà nó hết quân nó không đỡ được thì nó sẽ thua, chứ nó không có thể mà đánh sai nước. Mà nó thí dụ như anh em mình đánh ngoài có thể là bỏ mặt cho bí vẫn ăn pháo hay ăn chốt gì đó vân vân, chứ không phải đánh như máy. Cho nên tại sao mình để cho máy nó tự đánh để chúng ta đỡ mất đi cái thời gian tính toán cho bên đây. Còn cái chỗ nào không hợp lý thì các bạn cứ comment xuống ha. Thì mỗi một clip mình chỉ làm hai hình, hai hình để chúng ta không mất thời gian quá nhiều, nên là những bạn đôi khi chúng ta đi làm về mệt chúng ta không có thời gian coi nhiều. Rồi trước mình làm có những clip lên đến 40 phút, rất là nhiều hình trong một clip, chúng ta coi nhiều quá, thứ nhất là chúng ta loãng mắt, thứ hai là chúng ta coi nhiều quá đôi khi chúng ta nhớ không hết. Thì cái clip này mình sẽ tạm ngưng ở đây với cái hình phản cung mã nghịch, gọi là phản cung mã nghịch. Các bạn nào mà hay đụng cái hình này thì chúng ta có thể tham khảo thử ha. Rồi tới đây mình xin chào tạm biệt và chúc một lần nữa là mình chúc tất cả năm mới vui vẻ, hạnh phúc, phát tài, an khang.